Ảo tung chảo, công ty mất hàng, ban giám đốc quy Thạch Tiền bắt buộc tập thể công nhân hơn 100 người phải bồi thường bằng cách trừ thẳng vào lương. Mới đây, tập thể công nhân khu vực hoàn thành của công ty trách nhiệm hữu hạn Nobland Việt Nam, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc 112 công nhân ở khu vực này bị công ty tự ý trừ tiền vào lương tháng 4 với lý do là công ty bị mất hàng. Theo phản ánh của chị T, công nhân Nobland, ngày 27 tháng 4, công ty cho rằng công nhân tuồn số hàng này ra ngoài, sau đó tự tính toán và xác định số hàng bị mất trị giá 70 triệu đồng. Với lý do này, công ty Nobland công bố trách nhiệm thuộc về 112 lao động thuộc khu vực hoàn thành, nên mỗi người phải góp một phần tiền trả lại số hàng bị mất. Chị T phản ánh, công ty thông báo sẽ chịu thiệt hại 40 triệu đồng, phần 30 triệu đồng còn lại thì tập thể công nhân khu vực hoàn thành chịu. Mỗi lao động bị trừ số tiền khác nhau dựa theo chức vụ, hệ số lương và số giờ công trong tháng 4. Tập thể công nhân khu vực hoàn thành của công ty Nobland phản ứng quyết liệt với quyết định trên của ban giám đốc công ty, bởi số hàng trên được lãnh đạo công ty thông báo là phát hiện bị hao hụt khi kiểm toán 3 tháng một lần, chưa xác định được vì sao lại mất, ai lấy, đã quy trách nhiệm cho tập thể công nhân khu vực hoàn thành là thiếu căn cứ. Ngày 27 tháng 4, sau khi biết quyết định của ban giám đốc công ty, tập thể công nhân khu hoàn thành đã có đơn yêu cầu ban giám đốc trình báo sự việc để công an vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân mất hàng, trả lại sự trong sạch cho tập thể công nhân.